Xin chào anh Tưởng, anh có thể giới thiệu về mình được không ạ? Mình tên là Tưởng, thì hiện tại nó đang trông non cho vườn bên Phúc Lộc Thọ. Dạ. Thời điểm cách đây 8 tháng thì anh có thể chia sẻ lại là cái tình trạng cây như thế nào không ạ? Chung là tình trạng cây lúc ấy là nó bộ rễ rồi cây phát triển là nó không phát triển được. Cái độ pH của đất nói chung là nó xuống quá thấp. Vâng. Thế là sau khi nhờ bên kỹ thuật là hướng dẫn thì bón Dodemai để tăng cái độ pH, với cả cải thiện cái mặt nền vi sinh nữa. Dạ. Thì nói chung là cũng tương đối phát triển lại rồi. Dạ. Và sau khi mà anh nuôi dưỡng cỏ, sử dụng bộ rễ pH qua bung để có thể tưới để cải thiện cái hệ đất của mình ấy, thì sau 8 tháng thì anh đánh giá như thế nào? Thế sau 8 tháng thì mình đánh giá là cây phát triển nói chung là tương đối tốt. Dạ. Mà cái lượng phân hóa học là mình giảm được khoảng 40%. Rồi. Hiện tại thì theo đánh giá một cái chất đất như này và cái mức độ của cây sau khi mà mình tiến hành thay đổi ấy, thì anh cảm nhận của anh như thế nào về cái cách làm này? Cách làm đây là so với mặt đất ở đây là nó đang là cái đất cực kỳ thiếu chất, mà nó chặt đất. Dạ. Nó không như các cái vùng đất khác tươi tốt. Đấy, mà cải thiện được như thế là phải nói là như ở đây là đã cải thiện được cực kỳ nhiều rồi. Dạ. Và làm cây rất là tốt rồi. Dạ. Nó tóm lại là như ở đây là nó đạt đến cây bây giờ như hiện tại bảo 100% không nói, nhưng mà được cỡ khoảng 80% là so với chất đất như thế là mà cải thiện được như vậy là cực kỳ tốt. Dạ. Chị em hỏi thêm một tí, nếu mà có một lời gì nhắn gửi cho những người mà sắp sử dụng theo cái giải pháp mà như anh đã làm ấy, thì anh có cái chia sẻ gì không? Thì như mình thấy và thực tế mình cũng làm, thì cũng khuyên mọi người làm sao mà cũng lên nghe tư vấn và làm theo cái phương pháp vậy. Vâng. Thì nó sẽ cải thiện cho cái đất của mình và nó sẽ giảm được cái lượng phân bón đầu tư vào rất là nhiều. Dạ. Là giúp giảm được nhân công, giảm chi phí phân bón, rồi cây lại khỏe hơn. Đúng rồi. Đúng không? Vâng, ok, cảm ơn anh Thưởng đã chia sẻ. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh nhé.